Ngày nay có rất nhiều các chị em nội trợ luôn phải đau đầu với việc là lựa chọn các sản phẩm thiết yếu cho gia đình của mình. Nào là cốc thả bồn cầu, tem bì trong nhà, sữa tắm, nước giặt xả quần áo hay là bột tẩy lông máy giặt. Không biết là loại nào vừa tốt vừa an toàn mà lại tiết kiệm chi phí đúng không ạ? Nhưng thật may mắn là khi mà chúng ta biết tới công ty cổ phần đầu tư Phú Cường, chuyên phân phối các sản phẩm cao cấp từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, giúp cho chúng ta giải quyết được tất cả các vấn đề với 6 sản phẩm mà ngày hôm nay Diệu Nhi sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Đầu tiên đó chính là bột tẩy lông máy giặt Lavender, dùng được cho cả máy giặt lông đứng và máy giặt lông ngang. Không cần đến thợ tháo máy giặt ra để vệ sinh, mà nay thì bất kỳ ai cũng có thể tự làm được tại nhà. Bột tẩy lông máy giặt Lavender có thể loại bỏ những cặn lắng canxi và chất bẩn, diệt khuẩn gây mùi hôi trong máy giặt và đường ống thoát nước. Và sản phẩm thứ hai mà Diệu Nhi muốn giới thiệu đến ở đây đó chính là sữa tắm hương nước hoa cao cấp Sanstex. Với sản phẩm này thì được sản xuất trên dây chuyền hiện đại Nhật Bản, đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất với công dụng là làm trắng da, chống nắng, làm sạch những chất bẩn tích tụ trên da, làm cho làn da khô thoáng, sạch sẽ, cân bằng và dưỡng ẩm cho da ngay sau khi tắm mà không gây nhờn rít, khó chịu, lưu lại hương thơm tự nhiên trên da. Thứ ba đó chính là sữa tắm Linan, có thể thích ứng với mọi loại da. Sử dụng sản phẩm của chúng tôi thì quý khách hàng không phải bận tâm tới những ảnh hưởng nguy hại tới làn da của mình nữa. Và sản phẩm này thì sẽ có công dụng làm trắng da, dưỡng da và cân bằng độ ẩm, chống khô da, bảo vệ da chống lại tia cực tím, giúp bạn có làn da trắng đẹp, mịn màng như ý và lưu giữ mùi hương quyến rũ suốt cả ngày dài. Với sữa tắm Linan thì có các mùi hương như là hương vani, hương hoa anh đào, hương nước hoa cao cấp. Và sản phẩm tiếp theo chị Nhi đó chính là cốc thả bồn cầu, được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc mọi người nhé. Và sản phẩm này thì được phân phối bởi công ty Phú Cường. Sản phẩm thì sẽ có 4 mùi hương bao gồm lavender, hoa anh đào, chanh và jasmine hoa nhài. Tùy vào sở thích của mỗi người mà chúng ta sẽ có những cái sản phẩm ưng ý nhất. Sản phẩm được thiết kế dạng cốc vô cùng là tiện dụng như thế này, giúp cho khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ lâu tan và có mùi hương dễ chịu. Sản phẩm thì có chứa phốt pho hòa tan trong nước và phân hủy nhanh, và mỗi cốc thì có thể sử dụng được hơn 2 tháng thôi nhé. Thứ năm đó chính là dép đi trong nhà S-Line, sản phẩm chất lượng tới từ Hàn Quốc do Phú Cường Company phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đó chính là sản phẩm ở đây ạ. Với thiết kế như này thì là một thiết kế độc đáo với bề mặt tiếp xúc rộng này, đế thì rỗng, thông thoáng, không thấm nước và chống trơn trượt. Với độ cao của dép thì giữ là sạch đôi chân của mình, không dính nước, dùng trong nhà hoặc là dùng trong nhà tắm đều rất là tiện lợi. Kiểu dáng thì đẹp mắt, ôm chân phù hợp với cả nam và nữ. S-Line thì sẽ có 4 màu, xanh dương, đỏ, xanh lá mạ và tím, phù hợp với mọi nhu cầu. Và sản phẩm cuối cùng đó chính là nước giặt xả Blue Gold, hương nước hoa. Sản phẩm này thì được chiết xuất theo tiêu chuẩn dây chuyền công nghệ Nhật Bản với tính năng 2 trong 1 giúp sạch sâu và lưu hương bền lâu. Nước giặt xả Blue Gold không kém bọt hơn bột giặt, nó còn có khả năng hòa tan trong nước cao hơn hẳn bột giặt và thẩm thấu rất nhanh vào từng sợi vải. Chính vì thế thì sản phẩm giúp làm sạch quần áo một cách hiệu quả hơn nhiều, lại hạn chế tối thiểu lượng xà phòng còn sót lại trên quần áo, không bị bám như là bột giặt thông thường nữa. Blue Gold thì lưu giữ được sự mềm mại cùng với hương thơm dài lâu trên quần áo của mình. Mỗi gia đình thì nên dự trữ các sản phẩm từ nhà phân phối Phú Cường Company trong nhà để có thể là phục vụ cho gia đình, hiệu quả kinh tế cao mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Hàng triệu chị em phụ nữ thông thái đã tin dùng những sản phẩm của Phú Cường Company. Hãy nhanh chóng gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0969 781 688 hoặc 0979 236 889 để được trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời này nhé. Phú Cường Company liên tục tuyển các đại lý trên toàn quốc với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Thứ nhất, hỗ trợ marketing online giúp tiếp cận khách hàng toàn quốc. Thứ hai, hỗ trợ chuyển khách gần với đại lý nhất ở các địa phương mà bạn sinh sống. Thứ ba, hỗ trợ đào tạo về sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp. Thứ tư, hỗ trợ hoàn hàng, đổi hàng mới mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Thứ năm, chiết khấu cho đại lý cao, đảm bảo thu nhập tốt nhất thị trường. Với chính sách hỗ trợ tối đa cho các đại lý trên toàn quốc, chúng tôi cam kết sẽ cải thiện thu nhập của các bạn ngay khi đăng ký làm đại lý. Hãy gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0969 781 688 hoặc 0979 236 889 để được tư vấn một cách chi tiết nhất và thay đổi cuộc sống của bạn ngay hôm nay.